đi. À, kia bản đồ nước Nhật kìa tin kìa. Hả? Bản đồ nước Nhật kìa. Bản đồ. Đây. Rồi người ta dán vào cái tấm kìa. Tấm đá to này. Bố sẽ cho con bản đồ nước Nhật nhé. Bản đồ đó. Đấy bản đồ này. Có hình bản đồ nước Nhật rồi. Chính ở trên này đấy. Đó. Bước chụp ảnh tí đấy, quay đây bước chụp ảnh cho. Đứng đấy. Tí. Đứng chỗ kia kìa. Thôi đứng yên đấy rồi. Đứng yên đấy thôi. Cái quay mặt đây. Thôi đi thôi. Đi thôi. Thôi, đi chỗ. Ở bố ra bố ngó cái tháp nhá. Cái tháp Tokyo này. Tokyo này. Này chưa đấy, tháp Tokyo đấy. Đi cho mẹ tháo thôi. Ừ, đây chờ bố một chút xíu. Đây, có người được cái. Nhưng mà thôi bố xuống đây đâu. Đi cho mẹ thả thôi. Đây, đi theo bậc thang, đi cẩn thận nhé. Đi xuống có hơn rồi, đi lên đấy. Cứ đi thôi, đi sát bên này. Cứ đi thôi. Cứ đi bình thường, đi đâu mà đi cầm gió, dén. Nhìn thấy mẹ Thảo chưa? Mẹ Thảo kìa. Đấy, mẹ Thảo dưới kìa. Bên tay phải em à? Nó khuất cây ở dưới kìa. Đi đi. Đấy. Nhìn thấy mẹ Thảo chưa? Đâu? Thả đâu? Nhìn đi. Xem ở đâu. Kìa. Kìa thầy. Ờ. Nhớ ơi. Xem đi. Đi sang đây. Hả? Đi sang đây thì không phải mới đi xuống đi con này. Xuống điện được. Ủa, có cái quả này nè. Ừ, quả thơ kệ. Thử xem trong này là cái gì nhá. Cào thế. Grass coin. Đây. Đây cũng là công viên. Bữa này ra đâu rồi? Bữa này, đây ra bố xem đây đi anh. Xem đây đi như nào. Ờ nhỉ. Chỗ này đẹp nhỉ? Đúng rồi.
không đi vào đấy đâu tin ạ. Nó rào ấy rồi. Rào rồi á. Ừ. Nhưng mà mẹ Thảo đi đây chơi nhá. Đi. Đi quay lại đón mẹ Thảo đây. Con nói cầu thang mày nãy có nhìn thấy lắm. Ừ. Tin đằng kia đi đâu đấy? Cái đường bên kia đi đâu đấy? Ra tới nơi bà ạ. Ra tới nơi. Dạ ơi. Đi đi. Đi đi, gọi thế này sao nghe thấy. Quả kêu to thế này. Ra hỏi mẹ có buồn không? Ơi. Thế á? Mọi người thua à? Cái tờ đông quá. Mười gấp. Đấy yên, đấy yên nào, yên nào, yên nào. Nào. À đi. Yeah, shot. Ai xa, ai xa, ai xa. Tin tránh nha nào. Ôi. Có quên gì đây không? Này, tin nó đi lối khác tin ạ. Bậc thang 4B được. Tầm kia có thang không à? Đi về à? Không, mình đi đi cái lối vừa rồi. Kia có đường lên đúng không? Em thấy có một đường dẫn lên đấy. À đây, đây cái đường đẩy xe đây này. Đây đi theo cái đường đẩy xe này. Cái kia công viên đến cái chân của cái kia. Hả? Ờ không, anh đi rồi. Không phải đi lên bậc thang đấy mà đường này dẫn. Ủa? Cái gì mất bậc thang rồi à? Tin nhìn thấy cái đường xe đẩy của bố chưa? Thì nhìn nó dẫn đằng kia sao chứ? Gì á? Ôi trời. À nó đi đằng kia. À nó đằng kia mà. Mình đi lối này.